Rất tin tưởng các sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, vụ đông xuân 2015-2016, nghe giới thiệu về tính năng hiệu quả của phân bón lá hữu cơ sinh học Silimac, anh Võ Thành Đến sử dụng trên toàn bộ diện tích 40 công tầm lớn của mình. Trước tình hình thời tiết bất lợi, có lúc chuyển lạnh kéo dài, khi thì nắng hạn gay gắt, mặt ruộng bị lừng phèn, nhiều ruộng lúa xung quanh bị suy yếu, úa vàng. Nhưng với phân bón lá Silimac, lúa được tăng sức đề kháng, phát triển tốt. Tôi sử dụng Silimac thì sử dụng cho hai giai đoạn, thời điểm làm đồng và chỗ điều. Lúc làm đồng thì phun Silimac thì thấy cái lá lúa nó xanh nhưng mà không xanh đậm, xanh mỡ gà, thấy cái lá lúa nó dày, bản lá lớn nhưng mà không vượt quá dài, không có bị hiện tượng vàng lá sinh lý do thời tiết. So với các loại phân bón lá khác thì mình sử dụng cái giai đoạn mà nó lúa làm đồng nữa thì thường nó cũng xanh, nhưng mà một thời gian sau nó sẽ vàng lại và cái lá lúa nó bị cháy nhiều hơn, do đó nó tăng cái chi phí sản xuất cho mình. Thứ hai nữa là tôi sử dụng cho giai đoạn lúa chỗ điều thì thấy lá lúa nó đứng dày và nó hạt lúa thì nó vô gạo nhanh. Đây thì thông thường thì tới lúc lúa chỗ điều thì bà con đây hay bón phân để nuôi hạt, vì sao đó là khoảng 5 đến 7 kg phân NPK. Nhưng khi mà sử dụng cái Silimac này tôi thấy nó vô gạo quá nhanh nên tôi sẽ không có bón cái tử phân đó, nên có thể là tiết kiệm được cái 5 đến 7 kg phân. Phun Silimac lúc lúa làm đồng, thân cứng, lá xanh dày, giúp lúa cho đồng to bông lớn, hạn chế được sâu bệnh xâm nhiễm. Phun Silimac lúc chỗ điều, hạt giao gạo nhanh, lúa chín đồng đều, hạt vô cày tốt. Đó là điều bà con nông dân ghi nhận được trên đồng lúa sử dụng Silimac. Cũng sử dụng Silimac hai lần, giao lúc lúa làm đồng và chỗ điều với liều lượng 25cc một bình 25 lít, một công tầm lớn 1.300m², phun hai bình. 30 công lúa của anh Phan Văn Nhâm vừa giảm được chi phí, tăng năng suất, tăng lợi nhuận. Năm nay tôi sử dụng Silimac hai lần, tôi thấy lá lúa đứng dày, ít sâu bệnh, cây lúa ít độ ngã, cuối cùng thì dẫn đến cái năng suất cao, lợi nhuận nhiều. Cắt cái bệnh không lo mà lo đổ ngã, những cái bệnh gì cũng khó khăn cũng khắc phục cũng được, mà ngã thì khắc phục không được, thì mỗi lần đổ ngã thì có thể là mất đi cả hàng triệu đồng cho một công. Đó, thành ra bà con tôi đừng đau đầu vì cái đổ ngã. Silimac ra thì tôi mới ứng dụng cho cái ruộng của tôi thới, thì thấy nó đứng lá, không là dày cây. Có cái thuốc này được thì bà con yên tâm là sản xuất. Mình là nông dân rất sợ cái cảnh đổ ngã của cây lúa nếp, nên lúc trước kia thì bà con nông dân thường sử dụng cái nhóm thuốc bắc lo để làm cho nó cứng cây. Nhưng mà cái nhóm thuốc bắc lo thì nó có cái hiệu quả làm cứng cây, nhưng mà vấn đề tiền vì chi phí này nó hơi cao hơn, mình là xài vô thì nó phải nặng phan thêm và cái ảnh hưởng tới ruộng đất của mình vì sao. Từ khi tôi thấy được miếng ruộng của anh Hồng đây qua cái làm thử nghiệm thì cái nhóm thuốc mới này nó mang lại hiệu quả rất cao, thế là thân cây cứng, lá thẳng đứng lên, thân cây cứng hơn mà đồng to tốt, thì tôi cũng rất tâm đắc. Nông dân mình trồng lúa thì hiện nay thì sợ nhất là cái đổ ngã, xài cái Silimac đó. Mình xịt qua hai cử thì mình thấy nó hiệu quả rồi, thì mấy cử kế tiếp mình xịt để cho nó vô gạo tốt, với hai nữa cho nó cứng cây.